Xin chào quý vị và các bạn, như quý vị có thể thấy thì ngay lúc này đang có rất nhiều những chiếc xe xúc được xã vào hiện trường tới để xử lý bùn đất và đưa các phương tiện di chuyển ra phía bên ngoài. Cách đây vài giờ thôi thì có hơn chục ô tô đã bị mắc kẹt và không thể di chuyển được. Hãy cùng với chúng tôi trao đổi nhanh với chủ tịch xã là ông Nguyễn Huy Du để tìm hiểu kỹ hơn về tình hình hiện nay. Dạ vâng, xin chào ông ạ. Ông có thể cho biết từ thời điểm nào mà đã diễn ra cái tình trạng xói lở của huyện mình được không ạ? Cái này thì nó do cái mưa lớn từ đêm qua đến ngày hôm nay. Đây thì tình trạng mưa thì nó cũng từ trên núi thì các cái hệ thống nước nó tiêu thoát xuống cái khu vực đường. Trong quá trình nước chảy xuống thì nó cuốn theo một số cái lượng đất đá. Tại thời điểm đó thì các cái hộ dân ở đây thì cũng có cái đỗ xe ở trên cái riêng đường. Trong đó thì các cái số lượng xe đỗ riêng đường thì dẫn đến là cản dòng chảy của cái đất đá. Gây ra cái dòng chảy nó bị tắc nghẽn quấn theo đất đá, nó chèn vào các cái bánh xe không ra được. Với tình hình hiện tại thì xã cũng như là huyện mình đã có những phương án như thế nào để có thể giải quyết và khắc phục nhanh nhất có thể ạ? Khi được cái tin báo thì lực lượng của xã cũng kịp thời đã đưa các cái lực lượng về phòng chống thiên tai và huy động cái máy xúc vào để gạt cái đất đá, đặc biệt là cái phía làm ngăn cản các cái xe đang đứng ở riêng đường để giải phóng các cái xe ra khỏi các cái vị trí đất đá. Thì đến nay thì cũng đã về phương tiện thì cũng đã di chuyển được 5 phương tiện ra ngoài rồi. Hiện tại thì còn hai cái như các đồng chí đang thấy thì cũng đã sẽ tiếp tục để đưa ra cái phương tiện ra ngoài để lạo vét cái đất đá. Cảm ơn chia sẻ đến từ ông Nguyễn Huy Du. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trường quay. Xin được cảm ơn phóng viên Minh Anh. Và theo những thông tin mà chúng tôi vừa nhận được là đến thời điểm này, một số phương tiện đã di chuyển ra được bên ngoài. Theo như công an xã Minh Phú thì cũng đã cho cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm để hạn chế người dân qua lại qua khu vực này. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối và đêm nay, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội sẽ vẫn tiếp tục có mưa lớn. Trong cơn dông thì cần đề phòng xảy ra hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy quý vị khi đi ra ngoài đường thì cần đề phòng, cùng với đó là chúng ta mang những vật dụng cần thiết để tránh trú những cơn mưa.